làm ngân hàng thì nhiều rủi ro lắm. Cũng giống như cưới vợ thì cũng rủi ro. Mình xin như vậy tại sao phải nhờ đến cái Tường với Nguyên Linh? Như là khi vào trường sư phạm nó là một cái môi trường con trai giống như là một loài động vật quý hiếm vậy đó. Và xin mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. À, chào em. Dạ, em chào chị ạ. Em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả. À, em tên là Thu Thảo. Hôm nay em 25 tuổi và em là giáo viên dạy tiếng Anh ạ. Rồi, mình chờ bạn nam của mình. Mời bạn trai. Chu đáo quá ha. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn bên cạnh và quý vị khán giả. Thì em tên là Lại Thái Danh. Ngày này 24 năm trước thì em cất tiếng khóc chào đời đầu tiên. Nghĩa là hôm nay sinh nhật của bạn. Dạ. Happy birthday. Cảm ơn ạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng. Em là khâu tìm kiếm khách hàng cho vay. Tìm kiếm khách hàng cho vay hả? Dạ. Trời, chúc nhiều người vay lắm nha. Làm ngân hàng thì nhiều rủi ro lắm. Cũng giống như cưới vợ thì cũng rủi ro. Theo bạn làm sao để mình chọn vợ đừng rủi ro? Tất nhiên là muốn cũng giống như ngành học của em thôi. Thì qua một thời gian phải mình thẩm định, mình xem xét tình hình, gia thế, hoàn cảnh gia đình, rồi về mọi thứ về bạn đó, thì mình sẽ xác định được bạn đó như thế nào. Mình sẽ thẩm định thế nào để tôi biết người đó là người mẫu tương lai của mình. Thì mẫu hình của em á là thứ nhất là tóc dài. Tóc dài, chỉ cần tóc dài là em rất là ấn tượng. Tại vì khi mà thấy mái tóc người phụ nữ mà xõa xuống và chảy kia thì thực sự là em cầm lòng không được. Thứ hai là cao từ 1m58 đến 1m65, biết nội trợ. Rồi, để chị hỏi Thảo coi sao. Mình xin như vậy, không lẽ trong môi trường xung quanh mình không có đối tượng nào theo đuổi sao? Tại sao phải nhờ đến cái Tường với anh Quyền Linh? Nói như là khi vào trường sư phạm nó là một cái môi trường con trai giống như là một loài động vật quý hiếm vậy đó. Trường thì có 6 thầy và thầy nào cũng có hết luôn à. Nhưng ngoài giờ mình làm trong trường, mình đi ra ngoài, đâu phải mình làm suốt đâu. Và môi trường ngoài cuộc sống nữa thì... chi? Thì nói chung là ở trong trường với nhau thì các chị lớn hơn á, chị nhiều khi các chị cũng hay giới thiệu người nọ người kia, nhưng mà gặp năm lần nào cũng không hợp hay như vậy. Không hợp là không hợp chỗ nào? Bởi vì bạn ấy không cao lắm, thành ra đến ngang tay em là cho họ tự thấy. À, là về chiều cao hả? Là lùn hơn á hả? Là tự họ chạy về hết á. Ủa, bên kia cao bao nhiêu vậy? Dạ, em cao 1m70 chị. Được không? Cũng được. Cũng được ha. Nãy giờ bạn nghe giọng nói đó, bạn có ấn tượng gì không? Dạ, giọng nói của bạn rất là dễ thương. Giọng bình thường nó khác, là mấy bữa nay hét nhiều quá, ngày hét mấy tiếng đồng hồ nên nhìn nó vậy đó. Vậy là giọng bạn còn dễ thương hơn nữa anh. Dễ thương hả? Nhưng mà bây giờ em, nếu mà được thì em dự định bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dự định của em thì khoảng 2 năm chị. Như Thảo thì sao? Thảo dự định cũng vậy ạ. Cũng 2 năm. Dạ. Vậy là thấy có những điểm tương đồng rồi. Dạ. Bạn Thảo có thể giới thiệu về bản thân mình một chút xíu, sở thích của mình, thói quen của mình hay là những cái ưu điểm gì đó? Nói chung là em nấu ăn không có giỏi lắm, nhưng mà những chuyện như là may vá thì em làm được. Những anh nghĩ này... rằng cô gái bên kia là một trong những hình mẫu của gia đình đấy. Yeah. May vá thiêu thùa. Yeah. Nhưng mà đi nấu ăn thì không giỏi, từ từ học. Không giỏi thì cũng không sao. Nấu ăn không giỏi thì có thể học anh, không sao hết. Bạn là quê ở đâu? Em ở Vũng Tàu. Em thì ba em ở Bắc, mẹ em ở Trung. Em sinh ra ở miền Tây và hiện tại đang sống ở miền Đông. Lạ vậy đó hả? Vũng Tàu nhưng mà mình làm việc trên này chứ hả, đúng không em? Dạ đúng rồi, em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Nhưng mà tiêu chuẩn lấy vợ, kinh tế em làm thì mình giữ hay là giao cho vợ giữ? Tất nhiên là thể giao cho vợ giữ. Nếu mà vợ biết cách chi tiêu kia thì luôn nhưng luôn em kiểm soát hả? Dạ không, tất nhiên em không kiểm soát rồi. Ví dụ tiền lương, ví dụ lúc đó em lương khoảng 15 triệu thì em đưa cho vợ khoảng 12 triệu, em giữ 3 triệu để chi tiêu về các khoản của em nữa. Rất là dễ thương. Nếu như em suy nghĩ như vậy thì anh nghĩ rằng đây cũng là một mẫu hình lý tưởng, nhiều cô gái cũng để ý rồi. Nhưng mà sau này ví dụ như lấy nhau kết hôn về là mình ở đâu em? Mình vẫn lập nghiệp ở Sài Gòn hay mình về Vũng Tàu? Dạ, thì nếu mà ở Sài Gòn làm ăn tốt thì mình cứ ở Sài Gòn thôi chị. Đúng rồi, ở đâu mà môi trường đầu tư tốt mà phát triển thì mình cứ ở thôi, không quan trọng. Ở đâu có tiền, có tình, làm nở. Rồi bên đây anh nghĩ rằng cũng hợp đó. Bên đây ba mẹ ba này cũng là nhà giáo đúng không? Sao, vấn đề để gặp nhau họ sẽ quyết định điều đó. Ngày xưa giờ bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, từ xưa giờ thì chính thức là 2 mối tình. 2 mối tình, bạn có những khuyết điểm nào mà bạn cần phải khắc phục khi mà chúng ta đến mối tình thứ ba? Em cũng không rõ nữa, em cũng không biết, em thấy... Không biết được chính mình luôn hả? Không, em thấy em không... hầu như không có khuyết điểm, chỉ là hơi xấu trai đó. Còn ưu điểm là gì? Ưu điểm của em à? Ưu điểm của em thì nhiều lắm, chơi được thể thao nè, biết nấu ăn nè, biết nội trợ nè. Một người đàn ông mà không có ưu điểm gì hết, cảm giác như thế nào? Điểm. Em thấy rằng là
Biết nấu ăn và biết chăm sóc gia đình như vậy là ưu điểm rồi. Là ưu điểm là phải không? Dạ. Nhưng mà em đã ở Đồng Nai, là Đồng Nai là khúc nào? Đồng Nai rất là rộng. Là cũng ở gần đồng gần Sài Gòn nhất rồi đó. Em thấy được. Chuyện sao địa lý hoài nó không có quan trọng. Cái đó đâu có sao đâu. Hơn thua là bạn nam có đi được hay không. Em không thích gì, nói luôn để anh biết. Em không thích những người mà cứ bạn gọi ra đi ngay là em không, không thích. Rồi để anh hỏi bạn gọi đi không nha. Bạn gọi em đi ngay không? Bạn gọi ha anh. Ừ. Tùy vào trường hợp nữa anh. Ví dụ như đang ở cạnh người yêu thì không bao giờ đi à. Phải không? Chắc chắn mà. Hứa vậy ha. Dạ. Bạn gọi không đi nha. Dạ. Rồi xong rồi đó, nhiêu đó được rồi. Ngoại hình bạn chỉ muốn là người đàn ông cao thôi. Là cao bạn có không thích cái điểm nào về của người đàn ông về ngoại hình nữa không? Là đừng có mập mạp và đừng nhìn đừng có nặng nề quá. Có nhiều người lại nó thích đàn ông tròn tròn ôm cho nó sướng. Với em thì em thích người phải gọn gàng tí, nhìn năng động. Anh đi gọn gàng lắm. Sao chị? Hôm nay là đúng ngày sinh nhật luôn á hả? Dạ đúng rồi, hôm nay là ngày sinh nhật của em. Mình có năng khiếu gì không? Mình thay vì người ta sinh nhật được tặng quà, còn mình sinh nhật mình ví dụ hát bài tặng mọi người chẳng hạn. Em hát dở lắm nha, nhưng mà em cũng sẽ... Đúng rồi, mình sinh nhật mình phải làm gì đặc biệt hơn. Dạ. Trên đường anh tìm kiếm, đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em, một người làm ấm lại. Biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Để anh hát cho một cô kia nghe được. Bạn có ngại khi người bạn nữ lớn hơn mình tuổi hơn mình không? Dạ chuyện đó thì không sao hết chị. Tại vì yêu nhau đâu quan trọng tuổi tác vậy. Rồi. Anh thấy cô giáo bên kia rất là chững chạc ha. Bạn đi đây hôm nay có ai đi theo ủng hộ mình không? Có, em trai. Em trai em đâu? Em dưới. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Vậy em thấy anh bên đó làm sao? Như lúc ấy anh ấy nói đó là không có khuyết điểm gì hết ngoài cái xấu trai. Còn em cũng xin nói anh là chị của em là tính cách rất là chính chắn, nghiêm túc trong mọi quan hệ, nên là cũng mong anh là tí nữa kéo đàm lên là chúc anh thể hiện được cái sự chính chắn của bản thân. Cảm ơn em. Còn bạn, hôm nay bạn có đi với ai không? Em đi với bạn học đại học của em. Dạ em là bạn thân của Danh. Thì em cũng biết Danh cần một người con gái, và xa hơn nữa là một người vợ mẫu mực. Thì em nghĩ ai còn mẫu mực hơn được một người trong nghề nhà giáo là giáo viên. Thì việc tiếp theo là em chỉ chúc Danh may mắn và chờ những nút mà thôi. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Như vậy cũng ổn ha, đánh giá hai bên tốt rồi đấy. Dạ. Chúng ta kéo màn lên, hai bạn có thời gian là 2 phút. Nhìn thật kỹ vào mắt nhau và quyết định. 2 phút bắt đầu. Tặng bạn. Cảm ơn nhé. Hành giấy mình tự làm thôi. Oh, thank you. Đúng rồi, happy birthday. Cảm ơn ạ. Em thì thường coi bói chỉ tay. Tao bạn thử xem. Coi bói không? Có, em cũng hay coi bói lắm. Hay coi bói lắm hả? Dạ. Rồi, coi cho đúng đó nha. Tay em mềm. Thôi có yêu được không? Phải là mợ mình không? Em nghĩ bạn nữ này số tốt anh, rất là tốt. Sau này công danh và mọi thứ trong cuộc đời nó đều êm đềm. Gì nữa? Nhưng mà tình duyên không được tốt lắm. Không tốt tao mới tới đây chứ bộ. Bạn sẽ có một đứa con gái và một đứa con trai. Coi vậy cũng như không. Nói em như đúng rồi vậy đó. Dạ thì không, em thấy là cũng đúng á. Coi coi bạn nữ lên lấy chồng làm gì. Cái này em không biết anh. Sau này mình có gì thì mình sẽ ra một buổi hẹn hò khác để mình sẽ coi kỹ hơn những thứ khác nữa. Ủa hẹn hò hay là coi bói? Dạ. Coi bói xong hẹn chị. Rồi bây giờ hết thời gian coi bói nha, tính thời gian nói chuyện với nhau về tình yêu nha. Bạn có gì hò mình không? Nhất là tóc bạn rất là tóc bạn dài. Em cảm tình đầu tiên là nhìn màu tóc dài là em thích rồi. Thứ hai là dáng bạn thì cũng rất là chuẩn. Bạn cảm nhận mình thế nào? Thì cũng ổn, một bạn nam cũng là một người của gia đình. Là nhưng mà nhìn cũng chín chắn. Còn có gì hỏi mình nữa không? Quan điểm của bạn về một người chồng thì như thế nào? Thì rất là phải chung thủy. Cái đó thì chắc là mình được, mình rất là ổn. Chân thành và chung thủy thì mình có. Và biết quan tâm mấy con cái. Một câu thật ngọt ngào về tình yêu. Nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Nói một câu thật là ngọt ngào nào. Mình cũng bấm nút nha. Mình sẽ đem, anh sẽ mang đến cho em những cái điều mà tốt nhất em sẽ mong, em từng mong đợi. Nhỏ hơn ta tuổi mà kêu anh. Không sao anh. Nghĩ sao? Ví dụ như nhỏ hơn tuổi rồi kêu anh có gì không? Dạ không. Trong tình yêu đâu có quan niệm tuổi tác anh. Yêu là con trai là anh. Dạ đúng rồi. Nữ là em đúng không? Dạ.
5-6 tuổi, 10 tuổi cũng kêu bằng em hết. Dạ. Phải không? Dạ phải. Trời ơi, được. Bạn nữ sẽ hứa gì với bạn nam? Nếu như mà là một người bạn trai và một người chồng của em trong tương lai thì chắc chắn cái sự nỗ lực hết sức mình của em để đem lại hạnh phúc gia đình đó là điều em hứa. Rồi, hết giờ. Đây, đặt tay vào nút nha, suy nghĩ rồi chúng ta quyết định xem có bấm nút hay không. Nút đâu anh? Đấy. Em đếm hay anh đếm? À, tự đếm luôn đi. 1 2 3. Hết thời gian. Sao vậy bạn? Vì con gái khi mà lớn tuổi hơn thì cái mặt thường nó già hơn, nhất là nếu sau khi mà sinh nở hay khi làm mẹ rồi thì nó lại càng già nữa. Như vậy nó rất là cọc cạch, khó mà có thể cân xứng khi đi cùng nhau. Anh nghĩ rằng cân xứng đấy chứ, 1 tuổi không là gì cả. Tại vì cái mặt của em bẩm sinh nữa nó già hơn tuổi rồi. Anh rất bất ngờ về việc đó, bởi vì trong lúc nói chuyện với nhau hai người cũng đã đồng quan điểm với nhau, rất là dễ thương. Em cũng rất là tiếc vì bạn nam hôm nay với tính cách cũng như về công việc, về nghề nghiệp, về mọi thứ rất là hợp với em. Bạn có khó không khi mà suy nghĩ không bấm nút? Rất là khó. Thì cảm thấy rất là buồn vì khi nghe cái bức rèm thì với những gì bạn nam thể hiện về quan điểm cũng như về cách sống và lối suy nghĩ rất là hợp với em. Bạn nam cảm thấy như thế nào? Dạ, em cảm thấy thì chưa có đến duyên được với nhau thì làm bạn hay gì, không sao hết. Dạ. Biết đâu lại trên chương trình lại chưa được nhưng mà sau này lại được thì sao vậy? À, xin tặng gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. Chúc hai bạn sẽ có được nhiều niềm vui và sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Dạ. Dạ. Cảm ơn hai bạn. Mình có thời gian để đi hẹn hò không? Dạ, có nhưng mà đi chơi hơi muộn. 9 giờ tối. 9 giờ tối có nghĩa là giờ hẹn hò đi chơi là phải đi sau 9 giờ. Dạ. Rất là buồn nhưng mà mình phải tôn trọng cái quyết định của bạn ấy. Mặc dù không mai mối không có thành thì Quyền Linh ra cái tường cũng rất là buồn lắm. Nhưng mà thôi thì đó là cái sự lựa chọn của mỗi con người. Mình cũng đã làm hết sức khả năng của mình rồi. Chúc cho hai bạn ấy sẽ tìm cho mình một nửa yêu thương. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hạ Màn. Mời bạn trai. Wow. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Sơn, năm nay 26 tuổi. Em hiện giờ đang là tài xế cũng như là quản lý một cơ sở sản xuất nước khoáng đóng chai tại Đắk Lắk. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Quyền Linh và anh ngồi chơi bên đó mà chẳng có gì khán giả. Vâng, chào em. Dạ. Dạ, em tên là Quanh. Quanh. Quanh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 26 tuổi. 26 luôn. Quê em ở Gia Lai. Hiện em đang làm thợ tóc ở trong này. Quê thì ở Gia Lai mà sinh sống làm việc trong này luôn. Dạ. Mà là mình có tiệm riêng hay mình đi làm thợ cho dạ, người ta? Em làm cho chủ. Làm cho chủ. Mình có thời gian để đi hẹn hò không? Dạ, có nhưng mà đi chơi hơi muộn. Mình làm tới mấy giờ thì mình nghỉ? Dạ, 9 giờ tối. 9 giờ tối có nghĩa là giờ hẹn hò đi chơi là phải đi sau 9 giờ. Dạ. Cái ưu điểm của em là gì? Em thì tính thì luôn có trách nhiệm trong công việc. Nhưng mà có cái lúc ai mà là không có ý là hãy cằn nhằn lắm. Vậy còn cái điểm yếu của mình, khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm á hả? Thì nói chung là nói hơi nhiều. Nói nhiều? Bạn có thích gái nói nhiều không? Dạ, nếu mà nói nhiều ấy thì không sao, nhưng mà đừng có cằn nhằn là được đấy. Bạn ở quê ở Đắk Lắk hả? Dạ không ạ, hiện tại em đang công tác ở Đắk Lắk và quê ở Thanh Hóa, em sinh ra lại ở Tuyên Quang. Nhưng mà vào Đắk Lắk là ở ngoài Đắk Lắk luôn là quản lý cái cơ sở nước khoáng đó của bạn hay là bạn làm quản lý thôi? Dạ em làm quản lý mà cũng chung vốn với lại anh trai. Có cổ phần. Dạ. Anh trai anh ruột của em. Dạ vâng. Như vậy kinh tế cũng ổn định chứ nha. Dạ. Ủa nhưng mà xa lắm phải không anh Linh? Đắk Lắk thì vào đây thì cũng vài trăm cây số. Nhưng mà cô này ở Sài Gòn, người ở Đắk Lắk. Nhưng mà cô kia ở Gia Lai mà. Gia Lai là quê thôi. Gia Lai thì Đắk Lắk thì cũng gần nhau anh ạ. Đúng rồi. Cô chỉ vào Sài Gòn làm việc thôi mà. Vậy là nếu lấy nhau là về quê ở luôn ha. Dạ, em không thích sống ở quê. Sao vậy? Dạ, tại vì cái nghề này về quê làm không có được. Ở dưới quê người ta cả năm trời người ta mới đi làm một lần. Tại vì người ta đi ruộng suốt rồi. Trời ơi, Đắk Lắk sao đi ruộng? Ta đi ruộng như vậy suốt à. Giờ nó phát triển lắm mà em. Dạ. Em thích người phụ nữ như thế nào? Thì em thích người phụ nữ có cá tính. Cũng phải có một chút gọi là quyết đoán nữa. À, bạn có nói được, bạn có làm được hay không? Nói chung ai cũng mong muốn là có một người con gái đoan trang, thủy mị. Rồi còn gì nữa?
Cao, thấp? Nói chung là cao khoảng 1m60 trở lên. Và có vốn nấu ăn. Em cao mét mấy? Dạ, em có cao 1m75 thôi chị ơi. 1m75 hả? Ủa em cao mét mấy? Em cao có 1m50 à. Có 1m50 à, được không? Được không anh? Dạ, nói chung là có thể nhích lên nhích xuống chị ơi. Nhích lên gì được, chiều cao ta lại dậy được chứ nhích gì được. Tiêu chuẩn của em có thể nhích lên nhích xuống đấy chị. À. Ủa mà trước này em có mối tình nào chưa? Dạ em có 2 mối tình. 2 mối tình, chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng được 3 năm rồi. Trong 3 năm nay là không có đối tượng nào theo đuổi luôn hả? Có, nhưng mà tại vì công việc của em ở suốt trong tiệm á, thành ra nhiều lúc người ta rủ đi chơi mấy lần mà đi không được, thôi người ta bỏ cuộc luôn. À, chà giờ cũng khó quá, hẹn hò thì cũng khó. Nhưng mà có đặt ra cái chuẩn người đàn ông của mình là như thế nào không? Thì nói chung hồi đó thì biết quan tâm, chăm sóc và chia sẻ được thông cảm công việc của em làm là ok rồi. Nhưng mà bây giờ cái cặp đôi này hẹn hò khó khăn quá anh Linh ơi. Cô này bây giờ cô làm suốt ngày từ sáng, cô ở trong tiệm tóc luôn rồi làm từ sáng đến 9 giờ tối. Em ở trong tiệm tóc luôn vậy đó hả? Dạ. Thí dụ giờ cái người yêu em, ta có công việc ổn định ở Đắk Lắk về quản lý cái hãng nước khoáng đó, nước suối đó. Xong ảnh chạy xe rồi ông thậm chí mở cái tiệm. Cho em mở cái tiệm muốn tóc trên đó ở Đắk Lắk luôn. Chịu không? Dạ được. Dạ được. Trời ơi có gì đó thôi mà. Thì đó đơn cái dạ, đó phải để đàn ông thuyết phục chứ em nói sao được à. Bây giờ có cái điểm mở tiệm uống tóc làm tóc cho cô ấy không? Có. Có luôn hả? Dạ. Nếu anh và em đến với nhau ấy, thì em sẽ có một tiệm uống tóc, tiệm làm tóc thì em có chịu không? Dạ được anh. Dạ được. Giờ không cần đặt tiêu chuẩn gì luôn hả? Tình yêu ấy ghê không? Đưa ra quá chừng tiêu chuẩn luôn, cao 1m7, 1m6 gì đó. Cuối cùng là không cần tiêu chuẩn gì hết. Cái điều gì em không thích ở người đàn ông? Để chị qua coi mặt cho dạ, em nè. Không thích hả? Nói nhiều, nóng tánh. Nãy giờ anh là thấy có nói nhiều không? Dạ không. Ngoài ngoại hình? Không, hút thuốc. Ngoại hình thì cao 1m65 trở lên được rồi. Em có hút thuốc không? Chị thích em rồi đó. Dạ, em có hút thuốc nhưng mà nói chung có thể bỏ được chị ạ. Đó, thấy chưa? Rất là quyết liệt luôn. À, mình lấy nhau ra Đắk Lắk ở là mình ở chung gia đình cha mẹ hả hay là mình... Dạ không, em đang làm ở đó thôi chứ còn ba mẹ em vẫn ở Tuyên Quang. Nhưng mà giờ cái chỗ ở Đắk Lắk là có nhà cửa gì chưa? Hiện tại thì có nhà rồi chị. Nhà của ai? Nhà của anh trai, em đang gọi là công tác và ở nhờ đấy. Nhưng mà mốt lấy nhau là ở nhờ luôn hai chồng hay là... Dạ không, chứ cái này thì mình cũng phải tính chuyện ở riêng chứ chị. Ta có cổ phần trong công ty rồi, giỡn hoài. Thì phải hỏi cho rõ nè. Cô này cô đang ở Sài Gòn, cô làm việc. Rồi em ở trên Đắk Lắk. Mình có thể sắp xếp thời gian để gặp nhau. Hoặc là mình xin nghỉ để dành cho nhau. Nghỉ là mất sở hữu của người ta đó. Người ta làm tóc mà nghỉ ngày là mất sở hữu của người ta. Nhưng đồng ý mỗi tháng vô thăm cổ một lần không? Dạ được. Bây giờ bạn nữ người ta, phụ nữ ai cũng muốn nhõng nhẽo, dù khi người ta bệnh hay người ta mệt gì đó. Rồi cái tối tối người ta muốn anh ơi gì đó mua cho em tô bún, tô phở gì đó. Rồi em ở xa quá rồi những khúc đó rồi làm sao? Thì lúc đó thì nhờ bạn kế bên. Hả? Đúng rồi. Nhờ ai? Đó, ví dụ bạn gái kế bên. Được, tôi thích bạn rồi đó. Rất là quyết liệt. Phải cô gái mới vậy mới được chứ. Nhưng mà bây giờ thì hỏi thiệt em nè, nếu như nãy giờ anh nói vậy rồi đó, bây giờ trường hợp ví dụ lâu lâu anh xuống đây một tháng anh xuống một lần anh chơi với em thì em có xin chủ để đi chơi rồi để tìm hiểu nhau được không? Không, giờ phải có hỏi thăm chị chủ ơi, hôm nay có bà chủ em đi với em không? Dạ có ạ. Có hỏi luôn. Trời ơi, chủ đâu, chủ đâu? Ở xanh. À chào chị. Đó, có bà chủ quyết định luôn nè. Đó, tình yêu là do chị quyết á, chị cho đi mấy ngày tuần. Trước tiên là chị thấy anh bên đó được không? Cũng được chị. Thí dụ lâu lâu em trai này vô một ngày thì em cũng sẽ sắp xếp cho bé Oanh để nghỉ một ngày. Vậy thí dụ đám hỏi cho nghỉ mấy ngày? Đám hỏi thì em cho nghỉ nguyên tháng luôn. Tại lúc đó em tìm thợ khác rồi. Trời ơi, thấy chưa? Giả dụ em và Oanh quen nhau thì em có thể về gia đình Oanh xin ba mẹ cho hai bọn em tiến tới. Thì lúc đó chị có thể sắp xếp thời gian cho bọn em không? Được chứ, tại vì cái chuyện đó đã chị cho bé Oanh hôm nay đến đây. Thì dạ, cái chuyện để hẹn gặp nhau với em thì đương nhiên là chị phải quyết định cho bé Oanh nghỉ được chứ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Ủa, hiện giờ là ba mẹ em ở đâu? Dạ, ba mẹ đang ở quê ạ. Ba mẹ em ở quê là làm gì? Dạ, mẹ thì ở nhà nuôi heo. Ba thì làm rẫy cà phê. À, kinh tế có ổn định không? Dạ, kinh tế thì bây giờ nói chung nó cũng hơi xuống. Cho nên em phải giờ em vừa đi làm mà phải vừa lo cho ở nhà. Em của em mới đi học ra trường. Em đi làm là em lo cho em đi học luôn. Dạ, rồi phải nếu mà dư thì gửi về quê cho mẹ nữa. À, cũng vất vả quá ha.
Thôi, hy vọng rằng có anh ấy anh mở cho em cái tiệm tóc cho em đỡ gần nhà, vừa về chăm sóc ba mẹ được. Dạ. Đó, mà đã vậy là có cái công việc mình làm ổn định nữa. Rồi bây giờ kéo màn lên. Các bạn có 2 phút để nhìn nhau, trao đổi với nhau và quyết định. Dạ, xin chào anh. Chào em. Dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Nếu mà có người mà chăm lo cho cuộc sống của em cũng như là tương lai của em thì em nghĩ như thế nào? Dạ được. Nếu mà anh có thể chia sẻ được, lo được cho em thì em ok. Anh nói thêm với em là công việc của anh thì nó cũng khá là bận rộn. Anh có thời gian dành cho em thì lúc đó em có thể thu xếp thời gian dành cho anh được không? Dạ được. Nếu mà em và anh đến với nhau thì anh nghĩ hy vọng là mình hợp nhau. Dạ. Bạn nữ là còn phải lo cho em, lo cho ba mẹ ngoài quê nữa, bạn có ngại gì không? Thì em của anh thì cũng như là em của em thôi. Cái vấn đề đấy thì em rất tôn trọng. Hồi nãy em nghe nói anh có thuốc hả? Anh có thuốc. Anh có thể bỏ thuốc được không ạ? Thà bỏ thuốc chứ không bỏ vợ. Dạ. Cảm nhận của em như thế nào về một người mà có nghề nghiệp như anh? Nói chung thì em thì không thích người làm và nghề tài xế. Nhưng mà tại vì em nghe nói nghề tài xế làm đi hoài mà lăng nhăng lắm. Tại vì em hơi sợ. Nhưng mà anh làm việc hành chính. Tức nghĩa là làm trong ngày thôi chứ không có tăng ca. Nếu mà gọi là đi xa thì anh có thể gọi điện báo cho em biết. Dạ, ví dụ như mà quen nhau được rồi, cưới nhau về thì ở đâu anh? Ở nơi nào mà cái công việc của mình nó ổn định. Cái việc về quê đầu tư ấy, thì một phần là góp cho quê hương phát triển, một phần là để dễ chăm lo cho ba mẹ. Thì em muốn ở riêng thì được không? Thì nói chung gọi là chăm sóc ba mẹ thôi, chứ còn mình vẫn ở riêng mà em. Thì anh Quyền Linh cũng như chị Cát Tường nói là mỗi người bước chân lên chương trình thì đều gọi là cho nhau một cơ hội. Thì không biết em có dành cơ hội đấy cho anh hay không? Anh đợi chút bắn chuông thì em sẽ biết. Anh cũng như mọi người khác, anh đến đây, anh sẽ cho ai đó một cơ hội. Dạ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Đắk Lắk và Gia Lai. Tuy 2 mà 1. 3 2 1 đó. Rất là thiệt chứ, mình thích cái bạn này dễ sợ luôn. Bạn rất là quyết liệt luôn. Hồi đó giờ lên đây á, là toàn anh Quỳnh Linh với Cát Tường á, đề nghị nắm tay mới nắm. Còn lần này vừa bấm chung cái đứng lại là tự động qua nắm tay luôn. Thích bằng nữ chứ. Mình thích dạ, vậy hiện sao? Tại là nói chung là cảm xúc dâng trào nên là khá run. Tặng bạn vé xem phim để hai bạn có thể đi xem phim tìm hiểu kỹ hơn. Đây là quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, vâng, cảm ơn anh chị. Tôi nghĩ đây em rất là hạnh phúc, tại đây là một cái bờ vai chị nghĩ là rất là vững chắc cho em nương tựa. Mỗi câu mà tôi nhớ bạn đó là gì? Hãy trở về quê hương để xây dựng quê hương đất nước, để chăm sóc ba mẹ. Yeah. Hay, cái này rất là hay ha. Hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm thấy được hạnh phúc. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị. Em trải qua 2 mối tình ạ. Do một cái khoảng cách sao mặt cách lòng, sao mặt nó cách lòng rồi bạn nữ quen người khác rồi chia tay. Em thì cũng có 3 mối tình, cũng chia tay tầm 4 năm rồi. Người Việt hay là người Nhật? Cả 3 đều là người Nhật. Dù trong xảy ra bất cứ hoàn cảnh như thế nào thì anh sẽ sẵn sàng luôn nắm tay em. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Bây giờ xin nhà gái giới thiệu về mình nào. Hai, minasan, konnichiwa. Watashi wa Vi to moshimasu. Nenre wa 29 sai desu. Hiện tại Daratto ni aru Nihon gaisha de shushoku shite imasu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Rồi, coi như bữa nay á, là gia đình bên đàn trai, sau đó là nghe hiểu được hiểu hiểu đi về nghe. Cô dâu người Nhật nghe. Ok, arigato. Dạ.
Bây giờ dịch ra tiếng Việt được không ạ? Dạ, dạ được ạ. Dạ, lời nói đầu thì xin gửi lời chào đến ban tổ chức chương trình, hai MC là cô Hồng Vân và anh Quyền Linh, cùng tất cả quý khán giả xem đài. Em tên là Nguyễn Hiền Thảo Vi, hiện là 29 tuổi, làm việc ở Đà Lạt, chức vụ là thông dịch viên tiếng Nhật và thư ký. Dạ, hôm nay thì đến chương trình, rất là mong mọi người cổ vũ động viên tinh thần ạ. Hết hồn tưởng cô dâu người Nhật. Dạ, cũng có một đoạn thời gian ở bên Nhật. Dạ. Rồi mời em trai. Dạ, em trước tiên là em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào gia đình hai bên. Và chào bạn nữ kế bên. Và tất cả các anh chị trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Văn Trí, sinh ngày 20 tháng 10 năm 89, nhưng mà tuổi thật của em là năm 87. Hiện tại em đến từ thành phố Cần Thơ, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên thiết kế quảng cáo. Ủa em là ở quận mấy, làm ở quận mấy? Dạ em đang công tác ở quận Tân Bình. Tân Bình, còn bạn gái là ở Đà Lạt luôn hả? Dạ. Ở thành phố. Em làm việc ở Đà Lạt luôn hả? Dạ đúng rồi. Ồ vậy đó hả cha, nghìn trùng xa cách quá ha. Đi du lịch Đà Lạt thường xuyên. Dạ. Em trai, em có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho đàn gái người ta biết đi. Dạ điểm mạnh của em là luôn vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người, có tính cầu tiến, không hút thuốc, không uống rượu cũng không cờ bạc. Rồi. Còn cái khuyết điểm của em là gục ghè hay trong giao tiếp, giống như thiếu tự tin trong giao tiếp. Hay, bạn gái ưu điểm khuyết điểm thế nào? Dạ em thì cũng có tính khá khá là giống bạn nam, cũng hòa đồng vui vẻ, lạc quan yêu đời. Em thì cũng có một cái tính là cầu toàn. Thì em vừa thấy là khuyết điểm vừa là ưu điểm. Trong đó thì đối với công việc thì em hết mình, nhiệt huyết, nhưng mà vì cầu toàn quá cho nên nhiều khi hơi cứng nhắc thì cũng cần nên sửa. Như em thì cũng có nóng tính. Có ghen không? Ghen thì cũng chưa biết, tại vì cũng chưa ghen bao giờ. Vậy đó. Dạ. Hả? Xui đúng không? Dạ em yêu tài. Nhiều thì sẽ ghen. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là bao năm? Dài nhất là 3 năm. Tại sao chia tay? Khi mà em lên thành phố đi học và đi làm tiếp á, thì trong thời gian người ở Sài Gòn với người Cần Thơ, do một cái khoảng cách giống như xa mặt cách lòng, xa mặt nó cách lòng rồi bạn nữ quen người khác rồi chia tay. Rồi cái mối tình thứ hai thì cách đây 5 năm em cũng có quen thêm một người nữa, nhưng do cái hoàn cảnh hai bên nó không được ưng ý nên phải chia tay. Còn em thì sao? Dạ em thì cũng có 3 mối tình, cũng chia tay tầm 4 năm rồi. Lý do gì tại sao chia tay? Dạ thì bạn ấy có người mới. 3 bạn mà. Bạn đầu thì xa nhau. Dạ nên là cũng khoảng cách. Coi như là xa mặt cách lòng. Dạ. Bạn thứ hai thì bọn em đơn giản chỉ là bạn thôi. Cũng cho nhau thời gian tìm hiểu nhưng mà thấy cũng không hợp nhau lắm nên cũng chia tay. Bạn cuối cùng thì cũng yêu được một thời gian khoảng hơn 1 năm thì bạn ấy có người mới nên là bọn em cũng chia tay. Bạn đó là người Việt hay là người Nhật? Dạ cả 3 đều là người Nhật. Đều là người Nhật hết. Dạ. Vậy ha, lần này thì thôi mình ta về ta tắm ao ta đi ha. Dạ. Đó, dù trong dù đục thì cũng là cái ao. Dạ. Rồi bây giờ bạn trai, em hãy nói cho mọi người biết em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào. Thì ước mơ của em tìm được mẫu người bạn gái là vui vẻ, hòa đồng, biết hiếu thảo với cha mẹ, biết kính trên nhường dưới. Trong tình cảm thì biết tin tưởng lẫn nhau. Còn gì khó hơn nữa không? Biết nấu ăn. Thôi cũng dễ nữa. Gái ăn biết nấu để ăn được hay không thôi. Dạ. Ăn chỉ cần đơn giản. Đơn giản thôi hả? Dạ. Cái mẫu hình có cao thấp gì không? Em thì cần người nữ cao 1m55, khoảng tầm 50kg là được. Vậy thôi đúng không? Dạ. Đơn giản. Em chỉ hỏi em sợ yêu xa nữa không? Dạ cũng hơi rung rung. Hơi rung rung. Dạ. Dạ em gái xinh đẹp. Dạ. Có gì đâu rung. Nếu mình có bản lĩnh là xa cách mấy thì cái người kia dẫn tới luôn. Cái đó mới cái hay đó nha. Là mình phải mình coi như thế nào không, đặt vấn đề đó ra cụ thể. Bây giờ cái mẫu hình của em, người con trai của em như thế nào? Em thấy em rất là giống với bạn nam bên cạnh, là cũng thích một mẫu người hoạt bát hòa đồng. Và cũng không rượu chè cờ bạc thuốc lá. Về ngoại hình thì sao cũng được, cười duyên á. Chỉ cần nụ cười duyên dáng thôi. Dạ. Còn sao cũng được. Tất nhiên thì khi mà lên chương trình này em cũng muốn tìm một người mà gây cho em ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một người mà thật sự là chân ái. Em có quan trọng cái
con giáp gì không hay là số tuổi gì không? Dạ, cái đó thì mẹ em rất là coi trọng luôn. Dạ, tại mẹ vì, em nói tuổi gì? Dạ, em tuổi mùi, cho mẹ nên là gì? Tuổi ngọ, tuổi tỵ, tuổi của anh là tuổi mão, tuổi dần. Là hợp đúng không? Là anh đó là trong anh trong bốn là... con giáp đó là anh đã lọt vô một con đúng không? Dạ, mà ảnh thuộc tam hợp luôn á. Trời ơi, dạ. Rồi, vậy là mẹ chịu rồi đó. Hàng chi nãy giờ mẹ chịu rồi. Cười hoài, đúng tuổi rồi ha. À, qua coi đàn trai dễ nhìn không, nụ cười cười cái thấy có duyên không? Chào em. Dạ chào chị. Bây giờ bạn này bạn nói là bạn không cần cái người đàn ông mà phải đẹp trai rồi này kia nọ, bạn chỉ cần một người gọi là chân ái. Có đó, rồi gặp một cái là phải tạo cái ấn tượng ngay và liền. Thì em suy nghĩ đi nha, cái cách nào để mà khi mà cái rào mở ra một cái là em phải tạo ấn tượng liền. Dạ. Giờ em không thích ở người phụ nữ là cái điều gì? Em không thích người phụ nữ là tánh hay nóng. Tại vì khi mà con người mà phụ nóng lên á là giống như là đẩy chúng ta đến một cái bờ vực, nó khoảng cách nó xa nhau. Em đã chuẩn bị gì cho cuộc hôn nhân rồi? Dạ. Ví dụ giờ lấy vợ về có chỗ ở chưa, ở với ai, kinh doanh hay phát triển kinh tế thế nào, có chuẩn bị hành trang trước chưa? Dạ em đến đây thì em cũng đã có chuẩn bị trước rồi. Nhà thì cũng có, nhà dưới quê cũng có. Trên đây công việc em cũng ổn định. Cũng có dành dụm một số tiền để chuẩn bị chờ bạn nữ bên kia là rước về. Rước về thôi, bây giờ chỉ là cưới rước về thôi. Gà viên anh cưới em luôn. Đàn ông là vậy đó, ta phải chuẩn bị sẵn sàng hết trơn. Bữa nay là em đi với mẹ đúng không? Dạ. Vậy để cho mẹ có ý kiến. Lời đầu tiên cho chị chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Xin chào tất cả các khán giả ở trong khán đài có mặt ngày hôm nay. Cô chào cháu trai đây. Dạ, con chào cô. Qua cái cách nói chuyện của cháu thì cô thấy là rất là lễ phép. Về ngoại hình thì cô thấy cháu là một mẫu người đàn ông khỏe mạnh. Dạ, con cảm ơn cô. Thì mẹ thấy như vậy thì cho nhau cơ hội, con gái nên bấm nút. Đó, mẹ đã nói rồi đó. Cảm ơn nhà gái. Em đi với ai? Dạ, em xin đi với chị hai, anh ba, anh tư và dạ, hai chồng của ship của công ty của em ạ. Trời ơi, một lực lượng quá dạ. Hùng hậu luôn đó. Mời đại diện dạ. Nhà trai ạ. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, chào MC Hồng Vân, xin chào bên nhà gái. Em xin đại diện là em là ship của Chí. Nói chung là Chí là rất là tốt mọi mặt. Chí làm cho em gần 10 năm. Em tin tưởng và thương yêu Chí giống như là một đứa em ruột của em. Theo anh thì anh thấy bạn gái bên đây là rất là xinh, nói chuyện rất là có duyên. Gia đình hai bên là anh thấy cũng phù hợp. Anh hy vọng là em bên nhà gái cho bên Chí cơ hội để tìm hiểu. Dạ, xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn ship. Cảm ơn ship nha. Bây giờ mình mở rào. Rồi đó, tấn công. Tới luôn. Bây giờ mình tặng từng mình tặng từng món nè. Thôi anh. Anh có món quà bó hoa. Dạ. Và món quà tặng gửi tặng em. Ôi, em cảm ơn. Dạ, mở quà ra liền đi cô gái. Dạ. Dạ là một cái nhà đâu bằng gỗ. Rất là dễ thương. Như vậy là cái này là em mua hay em tự làm? Dạ, cái này là em mua và có sự công phu của em trong đó vô. Có nghĩa là em chim vô đó hả? Em dạ. chim vô đó ha. Dạ, đây là cái sản phẩm mà cả đêm qua em rất là không ngủ để em lại gắn thầm. Em rất là không ngủ, tức là em đã gắn cái bản mối hẹn hò vô đây phải không? Dạ. Hãy cho nhau cơ hội em nhé. Trí Nguyễn, số điện thoại. Thật là duyên dáng. Em ấn tượng chưa? Đưa cho bạn gái coi, em ấn tượng chưa? Em mất hồn chưa? Quá dữ luôn. Số điện thoại đó. Số điện thoại đẹp á anh. Yeah. Hôm nay lần gặp đầu tiên em cũng có một quyển sách muốn tặng cho anh. Ở trong cuộc sống này có thiên biến vạn biến, chỉ có tình thân là bất biến. Hy vọng anh em mình đủ duyên để có thể trở thành người thân của nhau. Em thì hơi nóng tính một tí, cho nên là em rất thích đọc những quyển sách về tĩnh tâm. Mong anh cũng hãy đọc thử. Rồi anh sẽ đọc. Nhưng em yên tâm đi, anh em nóng là anh sẽ không bao giờ gắt vào mũi. Dạ. Yeah. Sẽ dung quà lại em được hết. Dạ, vậy em cảm ơn. Thứ hai em cũng có món quà nhỏ gửi cho anh chị. Ồ vậy đó hả? Dạ, cho em xin phép ạ. Cho em gửi. Có anh nữa hả? Dạ có luôn ạ. Cảm ơn quá trời đất ạ. Trời, nó kỹ dễ sao luôn. Chắc là viết đẹp quá trời đất luôn phải không? Cảm ơn cưng. Cái này đồ cưng làm phải không? Dạ.
Cảm ơn em trai nha. Trời ơi. Đẹp á. Trời ơi, cưng ghê không? Bây giờ mình giao lưu văn nghệ cái cho nó vui vẻ cái đi, nói chuyện đi ha. Thì nào giờ ai cũng nói là cũng hát tệ, hát dở chẳng á. Nhưng hôm nay vì em, anh sẽ lấy hết bình sinh của mình và hát một bài gọi là Lời Tỏ Tình Dễ Thương của Ngọc Sơn. Hay có quá. Gì mọi người quan nghĩ giúp em. Hơi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngắn ngày, trao dâng trong lòng anh đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói. Yo, yo. Rằng anh yêu em, yêu em phút ban đầu, rằng mình quen nhau, trong ánh mắt em chờ. Yes, anh yêu em. Rồi, hay quá, rằng anh yêu em rồi đó. Lời tỏ tình dễ thương quá. Trời ơi. Dạ được, em cảm ơn rất là nhiều. Bữa đám cưới hát bài này nha. Cái bạn gái đối lại liền cưng, nhà gái không để bị lép cưng, đối liền. Thì em cũng có một bài hát muốn tặng cho anh, quý khán giả ở trường quay hôm nay. Thì là bài Ánh Nắng Của Anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Rồi, mời các bạn về vị trí ngồi đi. Lần đầu tiên trong đời chúng ta gặp nhau đó, mình trao đổi để xem cảm nhận về nhau như thế nào. Lần đầu em gặp anh em có cảm giác cái em có ấn tượng gì không? Dạ, thì lần đầu tiên khi mà cái bức tường này kéo ra thì em thấy anh rất là vui tính và hòa đồng, cũng rất là nhã nhặn và lịch sự. Ấn tượng rất là tốt. Cảm ơn em. Dạ, anh thấy em thế nào? Ngoài sức tưởng tượng của anh thì em rất là xinh. Em cảm ơn. Thì như hồi nãy á, cô Hồng Vân cũng có chia sẻ là vị trí địa lý của mình hơi xa. Anh thì quê ở miền Tây, em quê ở trên Lâm Đồng, ở miền núi. Thì không biết là ví dụ như là mình tiến tới được với nhau á, thì anh thấy khoảng cách địa lý như thế nào? Khoảng cách địa lý nó không quan trọng. Quan trọng em chỉ cần cho anh một cơ hội, cỡ đâu anh cũng tới. Quá được. Cái buổi hẹn đầu tiên thì em xin phép gia đình của bạn nữ, và xin phép bạn nữ có thể có một cái dịp ngày nghỉ cuối tuần, anh sẽ mời em đi về quê anh. Dạ. Ở Cần Thơ có những món ăn hay là những dân dã của miền Tây, miền sông nước của mình. Em cũng rất là muốn có một cơ hội để đi miền Tây. Em cũng đã từng liên hệ với lại một công ty du lịch để làm một chuyến đi miền Tây với mẹ em, nhưng mà vẫn chưa có dịp. Đây, anh sẽ là người hướng dẫn cho em. Trời ơi. Lanh lẹn duyên dáng. Em thấy ấn tượng ghê không? Đàn trai hơi bị được đấy. Rất là ga lăng ạ. Bắt lấy cơ hội liền ha. Dạ. Rồi bây giờ mình bàn tới, nếu như mình hợp với nhau đủ thứ, mình hiểu nhau nè, khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Nhưng mà tiến tới rồi ở đâu nữa? Thuận duyên với nhau thì 6 tháng đến 1 năm, nếu được thì ga duyên mình cưới nhau. Còn cái đơn vị công tác á, thì nếu được thì mình cùng công tác ở tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thuận tiện hơn. Còn quan điểm của em như thế nào? Để khi em có thể trao đổi với nhau, thì để nếu mà mình hợp á, là mình có thể sắp xếp lại được hết. Không, cái chuyện đó không có quan trọng, chuyện đó. Em thì hôm nay mục đích lên chương trình là để kiếm một người thật sự là hợp, hiểu, bao dung em. Nên là nếu mà được thì cũng 6 tháng tới 1 năm em cũng muốn lập gia đình. Hay quá. Còn về vị trí thì chỉ cần đủ yêu nhau thì ở đâu cũng được. Đặc thù công việc của em thì làm ở đâu cũng được. Nên em cũng không quá lo về vấn đề công việc. Chỉ quan trọng là người nắm tay em cùng đi là như thế nào. Hay quá. Dạ. Cái chuyện nắm tay cùng em, anh sẽ nắm được đi đến những nơi mà em muốn.
là cùng em xây đắp những món quà anh đó tôi làm tặng cho em. Xây nhà đó phải không? Là ngôi cái nhà này và đó những phải đứa không? Trẻ và những âm thanh, những tiếng vui đùa của trẻ thơ. Trời, dạ. Quá đẹp. Trời ơi, bởi vì thiệt á. Rồi, bây giờ thế này, hai bạn hãy tiến tới, nắm tay nhau, đối diện nhau, mỗi người nói một câu nào đó, rút ruột, rút gan của mình, nói tận đáy lòng của mình. Hãy truyền cảm xúc cho nhau. Anh xin phép và nói em. Một dạ. câu nào đó. Anh xin có thể thì mượn tay em không ạ? Ủa gì vậy? Gì vậy? Ông rợ ở đâu vậy? Ông nói tôi nghe, ông rợ ở đâu? Cái trái tim ông nằm bên nào? Bên tay phải. Tim nào mà nằm bên tay phải trời? làm em coi. Rung quá lên lộn. Rung tay phải. Nhưng mà bên nào em cũng nghe được. À. Bên đây là mạch thôi, còn bên đây mới là tim nè. Đập tới nhớ bên kia không có tim mà cũng nghe được luôn. Mạch đập còn tì, mạnh hơn tim. Thì anh đó không được trai, không biết ga lăng, không có biết tỏ tình giống như trai Hàn Quốc. Nhưng anh có một trái tim nồng ấm, có một cái sự chân thành. Dù trong xảy ra bất cứ hoàn cảnh như thế nào thì anh sẽ sẵn sàng luôn nắm tay em, cùng em vượt qua tất cả những khó khăn, để mình xây một cái tổ ấm cho hạnh phúc vô duyên của hai ta. Trời ơi, mong em phải cho anh một cơ hội. Dạ, bấm nút nha anh. Dạ. Rồi, tới gì ghê. Bấm nút anh rồi, hay quá, dễ thương quá. Phụ nữ rất cần những người đàn ông nói như thế. Tôi cũng học hoài mà tôi nói không được luôn á. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem mình có hẹn hò hay không. Chuẩn bị 3, 2, 2 1. Hết thời gian. Bây giờ là chính thức hẹn hò, nắm tay nhau. Rồi, xin phép bác và gia đình hai bên. Dạ, con xin xin phép gia đình nhà trai. Con xin phép gia đình nhà gái và nhà trai. Em cũng cho phép hai đứa chúng con được tìm hiểu với nhau. Và tự nhiên thì cho chúng con được đến với nhau. Hứa. Dạ, con hứa sẽ dùng hết tất cả khả năng của mình và để làm một bờ vai vững chãi để bảo vệ cho em, để xây dựng hạnh phúc cho tương lai của mình. Dạ, dạ chào nhà trai. Dạ, mẹ, hôm nay tham dự chương trình này thì con cũng rất là nhiều điều muốn nói. Đến tận 29 tuổi thì con vẫn còn làm mẹ buồn vì vẫn chưa kiếm được một chàng rể quý. Nhưng mà hôm nay con tìm được rồi thì xin phép nhà trai cho con bắt rễ. Trời ơi. Cưng nghe không? Rồi bắt đầu xin. Rồi xin mẹ đi. Đúng rồi, xin dạ, mẹ. Dạ, con xin phép bác. Mẹ. Xin phép mẹ. Rồi xin phép em cho anh được không? Dạ, hồn á hả? Hai đứa thật sự là hôm nay anh rất thích cặp này nha. Mong rằng tụi em sớm nên duyên. Dạ. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nếu các bạn cưới nhau, các bạn sẽ sử dụng miễn phí 1 năm luôn. Dạ, cảm ơn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi. Rồi, em cảm ơn. Hôm nay chúng ta đã có một cái cuộc gặp với hai bạn trẻ rất là dễ thương, rất là duyên dáng, và hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ. Còn bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Em sẽ kiếm đủ cái số tiền để sau này để mình về hưu á, mình được ăn thoải mái, ngủ thoải mái hơn. Rồi, chưa gì tính về hưu rồi.
Rồi sao mà đăng ký được chương trình này hay vậy? Hai chị em ở trọ, ai cũng có đôi có cặp mỗi phòng chị. Hai chị em không có đi đâu nữa, ấy không ai tin chứ. Nên chị đăng ký em thử nghiệm trước cho chị. Rồi mời nhà trai. Rồi mời đi em trai. Dạ. Rồi mời nhà gái. À, bây giờ mình thoải mái lên nha. Cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi, rất là vui. Hy vọng rằng nó sẽ vận vào cặp đôi thứ hai tiếp tục thành công nữa. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến em MC Quyền Linh rồi và em. Chị Hồng Vân. Tất cả các khán giả đang xem trong buổi ngày hôm nay. Chào bạn nữ kế bên và chào tất cả các quý vị khán giả đang xem đài. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tấn Phát. Năm nay em 26 tuổi, em sinh năm 1994. Em giới thiệu về mình đi nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân. Chú rung hả? Không có rung. Chú Quyền Linh cùng bạn trai và cùng toàn thể quý khán giả, em xin giới thiệu, em tên là Phan Thị Hợi, sinh năm 1995. Em quê ở Nghệ An. Dạ, hiện tại em đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi Cần Thơ. Em trai là ở đâu? Em đang hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sóc Trăng luôn. Cần Thơ qua rồi. Sóc Trăng luôn, sát bên luôn. Dạ. Rồi, vậy mừng quá. Rành. Em hãy cho bên đàn gái biết ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, khuyết điểm của em là tính của em là nó rất là lười biếng. Hai cái đam mê lớn nhất của em là đam mê ăn và đam mê ngủ. Và cũng từ những cái mà khuyết điểm đó nó lại sinh ra một cái ưu điểm lớn của em. Đó chính là em rất là đam mê kiếm tiền. Có nghĩa là hiện tại em sẽ kiếm đủ cái số tiền để sau này để mình về hưu á, mình được tận hưởng cái cuộc sống của mình, đó là mình được ăn thoải mái, ngủ thoải mái hơn. Trời ơi, chưa gì tính về hưu rồi. Ông 26 tuổi mà ông làm thế ớn thiệt chứ. Bây giờ dạ. Nghe là thấy yên ổn rồi đúng không? Dạ. Để hỏi ông coi ông lo được tới đâu rồi. Dạ, chào, chào chị. Sao nãy giờ nhà cửa mua được chưa nè? Dạ, hiện tại thì em cũng có nhà riêng. Nhưng mà sau này thì em mong muốn là sẽ về làm dâu ở sống chung với ba mẹ. Tại vì em ở nhà em là con út trong gia đình. Rồi á, là bây giờ á, coi như em lấy vợ về á, là em nuôi được vợ luôn chưa? Dạ, về vấn đề này á, thì em có thể là nuôi được. Dạ. Tuy nhiên là em thích đi làm hay là ở nhà chồng nuôi? Dạ, em thích đi làm. Đồng ý không? Dạ, vẫn đi làm bình thường được. Thì có thể là mình có thể là mình về nhà mình tự mở cửa hàng mình kinh doanh cũng được. Dạ. Ủa nhưng mà em gái em ở Cần Thơ, mở với ai vậy? Em ở trọ, nhưng mà trước thì em ở nhà bác. À, vậy thì hợp lý rồi đó em. Dạ. Nếu mà em muốn xin về bệnh viện Sóc Trăng á, dạ, là anh sẽ hỗ trợ cho em xin gì đó luôn. Quá hay, anh Linh quá hay. Dạ, em cảm ơn chú Quỳnh. Nhưng mà bây giờ này, hỏi cái chuyện tình duyên của bạn đi. Bạn là mấy mối tình rồi? Dạ, nói ra sợ mọi người cười chứ em cũng được một mối tình rưỡi rồi đó. Cái một là sao mà cái rưỡi là sao? Cái rưỡi là do có tìm hiểu nhưng mà rồi cũng không hợp nhau, cũng không tới đâu. Còn cái một đó là gọi là mối tình mà khắc cốt ghi tâm nhất của em. Mấy năm? Dạ, thực chất là quen nhau chỉ có 3 tháng thôi. 3 tháng khắc cốt ghi tâm. Chắc là mối tình đầu đúng không? Dạ đúng rồi, là mối tình đầu mà nếu mà nói ra cái khoảng thời gian đó chắc anh với chị cũng sẽ còn mắc cười hơn nữa. Là sao, nói coi có cười không? Đó là em quen người bạn gái đầu tiên của em là lúc đó em mới học lớp 9. Chịu sớm vậy đó hả? Dạ, khoảng 15 tuổi. Thực ra cái mối tình đó nó để lại cho em rất là nhiều kỷ niệm. Rồi. Nó cũng là cái động lực để mà em phấn đấu như bây giờ vậy đó. Dạ. Bởi vì khắc cốt ghi tâm là đúng rồi. Dạ. Nói chung là tình cảm bạn này cũng chưa có gì sâu sắc lắm. Về tình yêu cũng chưa có trải nghiệm nhiều. Còn bạn gái bên kia? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, cũng biết nấu ăn, theo thùa chút xíu. Còn nhược điểm biết nấu ăn thì là nhiều khi thẳng tính quá, rồi nóng tính. Hiện tại em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào luôn? Dạ. Thôi. Trời ơi, cưng dễ sợ chưa? Như vậy là hỏi nè, như vậy dạ, là vì nhút nhát quá mà chưa có người yêu đúng không? Do đặc thù công việc của em thì làm ca làm kíp, nhiều khi thứ bảy chủ nhật em đa phần em đi làm. Nói rồi chứ... sao mà đăng ký được chương trình này hay vậy? À, tại chị ở chung phòng, hai chị em ở trọ, dãy trọ có 10 phòng mà ai cũng có đôi có cặp mỗi phòng chị. Hai chị em không có đi đâu nữa, ấy không ai tin chứ. Nên chị đăng ký em thử nghiệm trước cho chị.
em trước xong tới chị. Anh thấy bữa nay là hay đó. Chàng trai này cũng cá tính, bên kia cũng dễ thương. Bây giờ thế này, cái gu của em á, muốn người phụ nữ của đời em như thế nào? Dạ, thì em thích một người phụ nữ họ đơn giản một tí xíu, và nữ công gia chánh. Đúng. Có nữ công gia chánh không? Dạ có. Và anh nhìn người là có rồi đó. Dạ. Thì tính tình á thì là phải là hiếu thảo, thương yêu cha mẹ. Có hiếu thảo không? Dạ có. Có luôn. Ai ta điều dưỡng mà. Hiếu thảo. Dạ. Cũng ít có người nào cũng hiếu thảo với cha mẹ lắm, từ cái số nhỏ thôi. Thì mình cứ hỏi đi. Ủa mắc cười quá, sao ông la ông rầy tôi hoài vậy? Trời ơi. Dạ. Tự nhiên hỏi em có hiếu thảo không? Tại tôi thấy bạn này nè, thanh niên á, là mới có 26 tuổi, sinh năm 94 rồi, bằng Xí Ngầu đó. Mà gọi là đã có ý chí và đã có một cái gọi là cái tài sản mà như vậy là trưởng thành. Là trưởng thành là tôi rất là chịu. Thành ra là tôi phải hỏi kỹ. Về ngoại hình thì chắc là nếu mà cao nét 1m55 trở xuống thì sẽ hợp với em. Tại trời ơi, ngon lạc lắm. Nhiêu nè? Dạ, em được 1m53. 1m53. Ngon hơn cô gái 1m52. Rồi, được rồi đó. Anh thấy ổn. Em hình dung cái người đàn ông bên kia ra làm sao? Bạn bên kia chắc có tính cầu tiến, nhanh nhẹn. Theo em là có đẹp trai không? Dạ, em nghĩ đẹp. Dạ. Thôi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đến với chương trình thì cũng có ba mẹ. Rồi, xin chào có cô ba chú. Mẹ, dạ. Đầu tiên xin gửi lời chào hai MC xinh đẹp. Dạ. Chào khán giả trường quay. Chào cháu gái bên kia. Để nói về ưu điểm của Tân Phát, tại Tân Phát nó nói tế nhị gì thôi chứ nhà là có mình ên đó, con trai à, nó mận chuyện giỏi lắm, không có làm biếng đâu. Con đừng có lo, tại nó nói khiêm tốn vậy thôi. Thấy cháu gái này thì cũng hiền dễ thương. Dạ. Con không có chịu gì làm dâu không? Tại vì bác ở đây có người con trai mà. Dạ, về chuyện làm dâu thì con thấy được, tại vì quá tốt chứ. Tại vì con là ở quê ở Nghệ An, cha mẹ con ở ngoài quê, còn con vào đây lập nghiệp trong này. Thì việc có cha mẹ chồng ở đây thì quá tốt rồi. Rồi. Giờ ngon lành. Rồi xin cảm ơn hai MC. Dạ, cảm ơn mẹ. Em đi với à? Dạ, hôm nay em đi với chị. Lời đầu tiên là em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em xin chào nhà trai. Chào em trai với các bạn khán giả. Em là chị của Hợi. Em thấy bạn trai bên này cũng được, có chí cầu tiến, có thể lo cho gia đình là được rồi. Bé Hợi thì nó có nhược điểm là hơi thẳng tính một xíu. Dạ. Yeah. Còn nữ công gia chánh thì ok. Rồi, em xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Nói chung là giữa Nghệ An và Sóc Trăng á là hai cái vùng miền khác nhau về văn hóa, về phong tục, về ẩm thực vân vân. Nó có những cái điều cũng chưa có hợp nhau, nhưng mà nếu mà mình yêu thương nhau, mình về bổ sung cho nhau ha, mình nghĩ rằng nó sẽ đa dạng phong phú về bản sắc nữa. Rất là tốt luôn. Rồi, bây giờ mình mở rào. Đúng rồi, mở rào. Kéo rào. Hết sức bình tĩnh nha, không có gì rung nha. Một là về xứ Nghệ cùng em, hai là miền quê tôi Sóc Trăng ha. Chào em. Hôm nay đến với chương trình anh cũng có món quà gửi tặng em. Đây là cái chậu sen đá và xương rồng. Thì ý nghĩa của nó là xương rồng và sen đá là hai cái loại cây mà có sức sống rất là mãnh liệt. Và bất cứ hoàn cảnh nào xương rồng và sen đá nó cũng có thể vượt qua được. Thì anh mong em là trong cuộc sống, trong công việc và trong cả vấn đề tình cảm sau này, dù có vấn đề gì mình cũng phải đối mặt, mình giải quyết, mình vượt qua nó. Ngoài ra hai loại cây này nó còn tượng trưng cho một cái tình yêu mãnh liệt. Yeah. Nay tới chương trình em cũng có món quà. Bức tranh này nói lên thể hiện người phụ nữ Việt Nam đẹp về tâm hồn lẫn hình thể, và nói đến gia đình đầm ấm thuận hòa. Em mong cho anh cũng như chúng mình sau này nếu có cơ hội thì cũng có một gia đình đầm ấm thuận hòa như vậy. Mà cái tranh đó là ai theo? Dạ em theo đó. Em phải nhấn rõ cái đó, em luôn. Theo nó nữ công gia chánh đó. Quá là khéo tay luôn á chị. Rồi để bức tranh đi. Để đây, để đây. Em xin đọc đọc bài thơ tặng. Nay em có bài thơ tặng anh.
Em đến đây cho mình cơ hội nhờ chương trình Mai Mối Tình Duyên. Trái tim em vẫn đang kiếm tìm người đàn ông giữa cơn mưa mùa hạ. Anh ở nơi đâu trong ngàn người xa lạ, ở lại cùng em viết khúc tình ca. Em xin hết. Bài thơ rất là hay luôn, anh rất cảm ơn em đã tặng anh bài thơ này. Thì đến với chương trình này anh cũng gặp em á, anh cũng có một bài hát gửi tặng em. Yeah. Cũng như thay cho những lời mà anh muốn nói. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu, về ký ức và những câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung là anh lỡ yêu em mất rồi. Dạ, anh hát quá, hay quá. Anh cảm ơn em. Dạ, hay và ý nghĩa. Nếu như quen em thì một vài năm anh có thể về quê một lần không ạ? À, chuyện đó là bình thường em. Thì việc về thăm nhà thì anh nghĩ là một năm mình có thể về một đến hai lần. Hai ba năm thì nó lâu quá. Rồi bây giờ mình nói cảm nhận của mình về nhau đi em trai. Em thấy em gái thế nào? Qua cái nhìn đầu tiên á, em cảm nhận về bạn nữ á, em thấy bạn rất là hiền lành và nhút nhát. Và bạn nói bạn là người thẳng tính thì em cũng rất là thích những cái người thẳng tính. Tại vì đối với em á, thì thôi thì có cái gì á, mình cứ nói thẳng với nhau đi. Đừng có bắt em phải đón. Hàng ngày mình đối diện với công việc của mình hàng ngày á, mình cũng đã mệt mỏi rồi, mình về mình bắt mình phải đón nữa thì chắc không có đón nổi. Với lại là trong tình cảm á, thì anh muốn mình có cái gì thì mình cứ chia sẻ thẳng với nhau. Rồi em có cảm nhận gì về anh qua cái nhìn đầu tiên? Em thấy anh là một người đàn ông chứng chắn, có thể che chở và trụ cột cho gia đình. Nãy anh nói là về làm dâu thì em cũng nói mình sống chung với mẹ chồng, với cha mẹ chồng thì đó là quá tốt, nhưng mà em cũng có công việc riêng. Sau này thì em không biết, nhưng hiện tại em làm đây thì công việc của em là vậy đó, nó đặc thù. Hiện tại thì em 4 ngày em phải trực một hôm. Đấy, nhưng mà em sẽ cố gắng những cái thời gian ở nhà mình sẽ chu toàn công việc gia đình. Còn ở chung với cha mẹ chồng thì mình qua lại thì chắc chắn sẽ có một số xích mích nhỏ hoặc là va chạm nhỏ. Nhưng nếu mình yêu thương nhau, chia sẻ lẫn nhau thì em nghĩ sẽ làm dâu là không hề khó. À đúng rồi em. Là khi mà mình làm dâu mình mà mình sống chung với nhà chồng á, thì tất nhiên cái chuyện mà mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu thì chắc chắn sẽ có. Nhưng mà nếu như mà có cái mâu thuẫn gì xảy ra, em có thể là chia sẻ thẳng với anh, thì anh sẽ là người đứng ra để mà giảng hòa cho hai bên. Yeah. Anh sẽ là người trung gian. Yên tâm, hai đứa lấy nhau đi rồi đưa mẹ chồng nàng dâu lên tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu thì hai mẹ chồng nàng dâu sẽ yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Để chuyện đó anh lo tiếp theo. Đâu, trước đó là phải qua tôi trước, vợ chồng son trước. Rồi bây giờ thế nè, trong lòng của em thấy thế nào với người đối diện này? Em có cảm nhận một chút rung động mà có thể nghĩ rằng xa hơn, đây có phải là một nửa manh ghép của mình hay không? Dạ, em nghĩ là cả hai cũng đã vượt qua rất là nhiều chặng đường để mà đến được với cái chương trình này. Thì nó cũng là cái duyên của cả hai. Mong là sau chương trình này mình sẽ có thể tiến xa hơn trong cái mối quan hệ sắp tới của hai chúng mình. Còn em gái? Thì em cũng như bạn trai nói, thì để lên được chương trình thì mình rất qua nhiều giai đoạn rồi. Không dài hình ảnh thì mình cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm và đi đến quyết định. Trước mặt ba mẹ, bạn bè, hãy bấm nút bằng cả trái tim. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Đẹp rồi đó. Thấy cặp này hợp đó cô chú. Hai đứa nó hợp nhau đấy. Hình như có duyên với nhau lắm đó. Dạ. Ba mẹ của bạn gái cũng đang xem, có ba mẹ ở đây, có anh chị em, bà con. Xin phép người lớn cho tụi con hẹn hò với nhau và hứa cái gì đi. Dạ, thì đến với chương trình này cũng là cái duyên của con. Thì con cũng xin phép
Đầu tiên là xin phép ba mẹ con. Thứ hai là con xin phép ba mẹ, gia đình của bạn nữ cho chúng con được tiến đến hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Biết đâu sau này chúng con sẽ tiến xa hơn những trong cái mối quan hệ sắp tới. Và biết đâu sau này chúng con sẽ về chung một nhà. Dạ con chào hai bác. Dạ nay con đến chương trình thì được gặp anh và gia đình hai bác. Thì con cũng có lời đời là hơi rung. Đó là nhiều khi thì ví dụ như là có nhiều món miền Tây, con ở đây thì cũng được 6 năm rồi. Những món miền Tây thì món nào dễ thì con nấu được, còn món nào khó khó thì con chỉ làm hậu trường với là tiền chế thôi. Còn nấu ăn thì bắt nấu được. Em yên tâm, món nào mà em nấu không được á, anh sẽ chỉ em nấu. Đó, đúng rồi. Dễ quá. Còn mà món nào mà anh nấu không được luôn á là anh nhờ mẹ anh chỉ anh, sau đó anh sẽ chỉ lại cho em. Hay quá. Thôi hung vợ cái đi, hung vợ cái nè, hung nè. Đó. Dễ thương quá. Thiệt á. Tại vì tôi thấy tôi thương cái cặp này dễ sợ luôn á nha. Nó chút chút dễ thương ha. Rồi. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Đây, hãy giữ lấy món quà của các bạn. Rồi, giữ lấy những gì tốt đẹp nhất, những gì kỷ niệm ở bạn muốn hẹn hò nha. Chúc hai em sớm về chung một nhà. Cảm ơn các bạn. Đúng rồi, chào bạn gái đi trước, mình theo sau. Bảo vệ bạn gái. Rồi, xong. Mỹ mãn quá. Thật sự là mỹ mãn luôn. Rồi, hôm nay như vậy là chúng ta đã có hai cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau. Chúng tôi rất là vui điều đó thưa quý vị. Và nếu như họ đăng ký kết hôn, chúng ta lại càng vui hơn nữa. Mong rằng chúng tôi sẽ sớm nhận được những cái tin vui như thế. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Muốn xem lại, chúng ta vào cổng thông tin Love TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Không biết nấu ăn. Rồi hai đứa này ăn cơm tiệm luôn. Trời ơi, lý tưởng rồi, giống chú Quyền Linh. Em nói đi, anh sẽ lo cho em học thiết kế.
anh sẽ lo cho em học thiết kế và lo những chuyện khác đó. Nữa. Tsubasa o hiroge donde yukita iyo. Ông muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, không hút thuốc, không bị đầu hói. Hai đứa mà có duyên với nhau thì hãy cho nhau một cơ hội. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.